Hello, vừa các bạn tôi chân à. Hôm nay mình sẽ chơi để 10 game. Sau đây game đầu tiên mình sẽ chơi Serenity là The Scoot. Đây các căn phòng này nhá, có gì không? Không có gì. Ồ, căn phòng phá rồi. Đây mình sẽ vào cái phòng này. Đây một chút lút này. Về tìm 8 chút lút kia. Ui, một con ma này. Đây vào căn phòng này. Không có gì hết. Ui còn mã nữa. Đây một chút luôn nữa này. Thôi. Đây chẳng có gì nhở. À, một chiếc chìa khóa này, một bịch máu này, chẳng còn gì nữa thì thôi. Còn ma rồi, ui một con ma nữa kìa, cháy mặt nó ra. Để trên này à, một bịch máu à, muốn gì nhỏ đem chút luôn nữa. Chìa khóa này. Để cho vào cái phòng này xem. Ui, một con ma. Ui con mã nữa lại. Cái phải không gì nhở. À lại chưa chìa khóa nữa này. Chút lút nữa, 4 trên 8 chưa gọi. Đây chữ nữa này. Ui 6 trên 8 trước rồi. Máu này. Ui con ma kìa.
Mở cái thao ra xem. Không có gì nhỉ. Ui con ma kia, để chút lút nữa. Ở trên tám trước rồi. Mình sẽ xuống tầng hầm nhá. Con gấu bông này ở đây chưa luôn lượng. Ok, một con ma nó vào đây rồi. Đi trên tầng này. Nó vào đây. Ôi trời ơi, ui một con ma kìa. Ui nó đứng trước mặt mình luôn. Ui sao lắm thôi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Wow, thoát khỏi được ngôi nhà này rồi. Ok, sau khi thêm mình sẽ chơi Man of Peter. Ok, mình sẽ mở cái cửa ra. Cái cửa kia đâu kìa. Mở cửa ra. Ui sáng 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 rồi, sáng rồi, sáng rồi. Để luôn nhảy lại. Đi thôi. À, đây có căn phòng này. Chẳng có gì nhỉ. Ra.
Ui à, lại vẫn chỗ đấy không? À, lần này kia là một cái bức tượng kia. Ờ, thử bấm vào xem. Ồ, nó bay mất kia. Ồ, cái cửa này tự mở luôn. Từ camera này, nhặt nó. À, đóng, tự đóng luôn này. Mở ra cái gì? À, đây rồi. Ui, có tiếng trẻ của em khóc đây. Ui, kỳ quá chạy ôi. Wow, ống điện này tự mất này, mình bị lạc trong này rồi, sai kiểu gì đây? Ok, sau đây theo mình sẽ chơi Surrender the Crown. Mình sẽ nhập đồ này đi. Đi rồi. À, phải tìm tám trong cuốn sách à. Đây một chìa khóa này. Cái gì đấy? Ôi, tự nhận đôi. Chui ra đây, trời ơi. Cô nhận này đâu ra đây, chạy ôi chạy ôi chạy ôi chạy ôi, con nhận từ đâu ra hay không thấy luôn ý, chạy ôi 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 chạy ôi. Ô, căn phòng này quá ôi, ôi con ma nữa đây. Đóng cửa lại. Ui, nó kẹp ở chỗ này chứ. Không thể một lỗi hơn. Để sau khi mình sẽ chơi Happy Hospital. Start. Gì nhỉ?
Chẳng có gì hết. Đi xuống ơi, xuống. Đi xuống. Ui. Ui, có ma kìa, nó ra đây. Ok, mình sẽ đặt chết lại nha. À, có một miếng thịt này. Đây, rút chậm nhanh à. Ui, con ma kìa. Tí nữa đi xuống kia gặp nó ở đây. Chà, thêm một thịt nữa tớ cho nó ăn no thịt luôn. Ủa, con ma đâu rồi? Cho nó ăn thịt này. Ăn đi con trai, ăn thịt, ăn đi, ăn đi. Ăn nó thì chưa. Đấy, nó ăn được thịt luôn này. Đấy, sao chạy đi kìa. Ok, sau đây là mình chơi Stranger Craft. Play. Chơi màn thứ hai đi. Chơi mức nào đây? Khó đi. Mới cười ra. Ui, một chìa khóa này. Má đồ dài.
Tìm trong cuốn sách cơ. Đây một cuốn. Ui, sao có ma đấy này? Ui, sao lắm ma thế? Hai cuốn này. Bà quấn này. Ồ, cái phòng pháo ấy. Ui, con nhà này đồ đó đây. À, may quá, thì chết kìa. Hai con nữa. Mệt quá không phải. Bị khóa hết rồi. À, làm ma thôi. Ôi giời, làm ma quá làm ô đây quyển nữa này. 4 trên 8 rồi. Đi rồi. À, quyển trên này, 5 trên 8 nha. Nhẹ rồi, đi rồi. Năm trên tám rồi. Rồi rồi. Này, đi. Ô, khá rồi. Anh kìa đây. Chẳng có gì hết. Đi rồi. Ồ, chẳng có gì kêu đấy. Anh nó. Ồ, 6 trên 8 keo. Ok, sau đi game tiếp theo mình sẽ chơi Surrounding of the Force. Bộ đây. Đây chữ bản đồ nhá. Đây đi đến mấy chỗ con tròn này. Chìa khóa này. À, đây cũng tốt lắm.
Hôm nay không có gì lại đi ôi. Ui, con ma được sống bởi mình kia. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Wow. À đây. Nhầm cái này. Vô ngôi nhà này xem. Con ma kìa. À, một chiếc chìa khóa nữa nhá. Đấy, 2 triệu rồi nhá. Con ma đâu ra đây? Ui, mặt toàn máu thế này. Đây mà hôm nay không có gì không? À, chiếc chìa khóa nữa này. 3 chiếc rồi. Ôi, chết luôn kia. Kệ, sau khi tiếp theo mình sẽ chơi Serenino Most Dice. Start. Ai à, ném đồng mình này. Nhặt thêm mìn này, đạn này. Ui, 5 đạn quá. Nó to thế không? Hay chà, lại có mìn nữa. Ui. Ui, tự nhập chết mình kia. Wow. Nhập đi luôn, đỡ cầm nhầm. Ok, video của mình hôm nay kết thúc. Mọi người đã xem cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.